Thưa quý vị, Hoa Kỳ lần đầu tiên đưa hỏa tiễn Patriot đến diễn tập tại Phi Lục Tân. Quân đội Hoa Kỳ đưa 4 bệ phóng Patriot đến Phi Lục Tân trong diễn tập chung Balikatan, đánh dấu lần đầu tổ hợp hỏa tiễn phòng không này tham gia vào sự kiện. Phát ngôn viên của Sư đoàn Thủy quân Lục chiến số 3 của Mỹ, thiếu tá Kurt Starr đã cho biết, 4 hệ thống phóng hỏa tiễn Patriot cùng với 130 binh sĩ thuộc Trung đoàn Phòng không số 1 của Lục quân Mỹ đã được điều từ Okinawa, Nhật Bản tới Phi Lục Tân. Từ ngày 28 tháng 3, buổi diễn tập trong khuôn khổ Balikatan 22 và là lần đầu tiên hỏa tiễn Patriot được điều động tại Phi Lục Tân. Trong diễn tập chung với quân đội, giàn phóng Patriot làm nhiệm vụ thực hành phòng thủ trước các mối đe dọa từ xa, còn thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ thì tập trung vào phòng không tầm thấp với tên lửa FIM-92 Stinger. Diễn tập Balikatan 22 đã diễn ra từ ngày 28 tháng 3 cho đến ngày 8 tháng 4 trên đảo Luzon với sự tham gia của 5.100 lính Mỹ và 3.800 lính của Phi Lục Tân. Đại tướng Andrew Santino, tư lệnh quân đội của Phi Lục Tân đã nói, diễn tập Balikatan với quy mô lớn nhất từ trước cho tới nay đã phản ánh quan hệ đồng minh ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Diễn tập Balikatan được quân đội Mỹ và Phi Lục Tân tổ chức vào hàng năm, nhưng gần đây thì bị hủy hoặc là cắt giảm quy mô do COVID-19. Balikatan 22 được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Biển Đông và là nơi Trung Quốc nêu yêu sách chủ quyền phi lý với hầu hết diện tích khu vực.